Xin chào tất cả mọi người. Em cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Nông của Nguyễn của em nha. Thì có rất là nhiều cô chú cũng như là những anh em hỏi em á, là tại sao mà không đi đến những cái trang trại khác học hỏi kinh nghiệm hoặc là quay những cái mô hình nuôi heo rừng của những trại đó để mà chia sẻ cho tất cả mọi người. Thì thật ra mọi người, trong cái thời gian mà trước đây á, chưa có dịch tả châu Phi á, thì em cũng đi khá là nhiều trang trại, mà lúc đó thì em chưa có làm YouTube đó mọi người, cho nên là em chưa có quay nhiều cho mọi người xem. Thì sau khi mà 2 năm trở lại đây á, thì em mới làm YouTube để mà em chia sẻ cho mọi người á, thì em mới bắt đầu đi vài trang trại thôi và quay cho mọi người xem thôi. Bởi vì á, dịch bệnh châu Phi á mọi người, cho nên là em rất là sợ khi mình đến những cái trang trại của họ á, thì nó sẽ xui á, mọi người nghĩ là cho nó xui á, nó rủi ro á, thì mình mang dịch bệnh đến trang trại của họ thì đó là một cái tội rất là lớn nha mọi người. Đó, cho nên là trong 2 năm gần đây á, thì em rất là hạn chế, thấp nhất là em đi đến những cái trang trại khác. Mặc dù á, thì có rất là nhiều cô chú và những anh em ở Đà Nẵng của em á, thì cũng muốn em tới cái trang trại của họ để mà giao lưu, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với họ. Nhưng mà thật ra thì em không dám tới những cái trang trại đó mọi người, bởi vì người ta là thuộc là cũng dạng là cũng khó khăn đó, cho nên là người ta nuôi heo rừng thì em thấy nó cũng rất là vất vả. Có những cô chú là đã đi đến những cái nơi rất là xa, từ trang trại của họ ở trong núi mọi người, và người ta đi chở thức ăn cho heo á, thì tầm khoảng là gần 20 cây số mọi người để mà lấy thức ăn về cho heo. Đó, mọi người thấy rất là xa và rất là cực khổ, nhưng mà cũng muốn em tới để mà giao lưu với họ, nhưng mà em rất là sợ, bởi vì là không may thì mình đi ở bên ngoài nhiều á, rồi mình lỡ may mình mang dịch đến trang trại của họ thì mình rất là mình thấy rất là tội đối với họ, cho nên là em cũng không có đi. Và em cũng có chia sẻ qua giao lưu cũng khá là nhiều qua những cái trang nhóm mọi người rất là nhiều, không có, nên là em cũng dùng những cái video trang trại của mình để mà em chia sẻ cho mọi người thôi. Thì nhân cái tiện ngày hôm nay mọi người, em đi giao heo cho một cái ông anh cũng tại Đà Nẵng của em luôn. Anh đang nuôi lại heo sau bị dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi á, hôm tháng 9 vừa rồi mọi người, trong cái mùa dịch vừa rồi á, năm vừa rồi thì anh đã bị dính. Thì hôm nay anh đã bắt đầu anh nuôi heo lại, và anh có 3 con heo rừng cái, nó đã lên, nó đang muốn lên giống mọi người, nên là anh đã hỏi em và mua một con heo đực của em về thả. Thì ngày hôm nay thì em chở con heo đực này, anh này, cái hình ảnh này mọi người nè, em chở con heo đực này cho anh để vào thả cho cái đàn heo của anh, và em sẽ quay cho mọi người xem cái mô hình trang trại của anh nó như thế nào nha. Mọi người thấy không, đây là xung quanh cái trại của anh, và đó, đây là cái cửa đi vào của anh nè. Đây, xung quanh mọi người thấy không, đây là trang trại của anh, đất rất là rộng luôn mọi người. Ồ, anh trồng rất là nhiều cây cối rồi, rồi anh ươm những cái rất là nhiều thứ, mai, rồi nói chung là trồng dừa rất vân vân nhiều lắm mọi người. Đó, mọi người thấy không, đó, đây là trang trại của anh. Lúc xưa thì cái đất này ảnh rất là rộng mọi người, rất là rộng luôn, rộng cực kỳ luôn á mọi người. Rồi bây giờ thì em sẽ đi qua quay cho mọi người xem sơ qua cái khu đó, những cái mô hình nuôi ảnh. Đây là cái nuôi cá, cái mô hình nuôi cá, vừa đi giao heo mà là em vừa đi quay những cái mô hình của ảnh đó mọi người, cho mọi người xem sơ thôi nha. Rồi em đang để cho con heo nó nghỉ ngơi một chút, rồi em xịt khuẩn á mọi người, xịt khuẩn rồi giờ em bỏ đó cho nó nghỉ ngơi một chút, rồi em đi vào, đưa nó vào trong cái trang trại của anh. Đây là cái mô hình nuôi cá rô của anh nè mọi người, đây là cái khung viên này. Đó, thì lâu nay thì em không có đi nhiều á mọi người, cho nên là hôm nay em
được ảnh rủ đến, cho nên là em vừa chở heo đến dẫn, cho nên là em đi qua cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ thì em sẽ đưa con heo vào đây mọi người. Qua cái khúc này thì em đưa heo vào rồi đây mọi người. Đây anh ba con heo cái phía trước này, trước mặt chúng ta là ba con heo cái, và con heo đực ở phía sau em mới chở vào thì nó ở cái đằng xa đó mọi người. Đây là anh mới nuôi lại đó mọi người, anh mới mua ba con heo cái. Rồi cái không gian bên trong của anh đây này mọi người, anh thả rất là nhiều thứ nó vào. Đây là cái trang trại của anh, thì anh làm anh nuôi nhỏ thôi mọi người, anh không có nuôi nhiều, anh nuôi để anh làm thịt thôi, heo để làm thịt, rồi heo nó đẻ ra nuôi lớn để làm thịt thôi, chứ không có nuôi để mà kinh doanh như em. À, sau khi em thả con heo đầu vào mọi người thấy không, nó nhảy liền ngay lập tức luôn. Đó, đây là cái khuôn viên nuôi heo của anh đó mọi người, anh nuôi cho vui thôi, anh không có nuôi nhiều. Theo em được biết á, thì có trao đổi của anh á, thì anh trong cái năm vừa qua thì anh bị dịch, cho nên là năm nay thì anh bắt đầu nuôi, ăn Tết xong là anh bắt đầu nuôi lại. Thì theo em được biết á, thì cách đây khoảng tầm khoảng là 4-5 tháng thôi mọi người, là anh đã bắt đầu nuôi lại heo rừng rồi. Sau khi đã vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, diệt khuẩn và trời đã nắng lên lại rồi mọi người, thì em nghĩ là virus nó đã chết rồi, nên là anh nuôi lại thời điểm này cũng rất là hợp lý. Xung quanh này, xung quanh cái trang trại của anh này mọi người, thì có rất là nhiều những cái nhà dân á, thì người ta ở xung quanh này thì nó cũng rất là nguy hiểm. Nếu cô chú cũng như là những anh chị mà đang nuôi heo rừng á, mà nó gần với nhà dân quá thì chúng ta phải xây lên cho nó kín cái bờ tường, và chúng ta thường xuyên là phải là khử trùng trang trại của mình, phải diệt khuẩn thường xuyên, có nghĩa là một tuần thì chúng ta phải phun thuốc khử trùng một lần cho nó diệt khuẩn nha mọi người. Bình thường á, thì vào cái mùa dịch bệnh á, thì riêng ở Đà Nẵng của em đó, thì bước vào tháng 8, tháng 9 á mọi người, thì bắt đầu mùa dịch bệnh tả châu Phi á, cho nên là nếu mà chúng ta nuôi như thế này, như anh này á, thì nguy hiểm vào cái mùa dịch bệnh, vì cái ở khá là nhà dân khá là gần, nhưng mà cái mô hình thì ảnh để như thế này thì nó rất là nguy hiểm nha. Đây thì em đến đây quay cho mọi người xem một chút về cái mô hình người heo rừng quảnh sau khi đã bị dính dịch tả châu Phi. Đến đây là kết thúc rồi, thì hôm nay em quay sơ cho mọi người xem thôi. Thì em có dịp đi đến cái trang trại thì em sẽ quay lại như vậy thôi. Hôm nào thì nếu mà em đi đến những trang trại mà nó lớn á mọi người, thì em sẽ quay cho mọi người xem cái nó nhiều hơn, và em giao lưu với họ cho nó nhiều hơn nữa. Vì hôm nay thì em đi nhưng mà em cũng không có giao tiếp, nhưng mà cũng không có quay cho mọi người xem về nhiều, vì anh nuôi trang trại nhỏ thôi người, cũng không có gì là để học hỏi hết. Thì anh nuôi là anh nuôi cho vui thôi, chứ không có nuôi bài bản như chúng ta, cho nên là cũng ở trang trại này thì cũng không có gì nhiều để mà học hỏi, để mà chia sẻ cho tất cả mọi người hết. Thì trong cái video này thì em quay cho mọi người xem cho vui thôi nha, để giao lưu với mọi người thôi. Rồi cuối cùng thì em xin chúc cho tất cả mọi người có một ngày được nhiều niềm vui, được giàu dồi sức khỏe, và tiếp tục phát triển cái niềm đam mê của mình, đó là nuôi heo rừng. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.